Vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách gần xa kính mến, quả đúng là trăm năm đêm nay là ngày hạnh phúc của hai bạn. Và lời tiên Văn Hành xin gửi đến toàn thể quý vị và các bạn lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Quả đúng là dòng sông nào cũng chảy về biển cả, cuộc tình nào cũng dẫn đến hôn nhân, dẫu cho núi cách sông ngăn, không gì ngăn nổi duyên anh với nàng. Xua mây để đón trăng vàng, sang tay để đón nàng về với anh. Hết rồi áo tím áo xanh, bây giờ em đã có anh là chồng. Cha mẹ cô bác họ hàng vui mừng thông báo với xóm làng gần xa, ngày lành tháng tốt chọn ra, đám cưới của hai con trẻ nhà ta sẽ diễn ra rộn ràng. Văn Hành xin trân trọng kính mời toàn thể hội trường chúng ta hãy nổ vang xin chàng vỗ tay thật kêu thật rộn rã để cùng nhau chào mừng cô dâu và chú rể, xin long trọng kính mời. Để biết ngồi đâu được. Làm việc ấy. Chắc 10 người thì đó cả nửa năm. 10 người thôi á? Chắc thế. 10 người, 20 người cả năm. Cứ cho 2 mâm đi. Chứ là cho 2 mâm đi, mỗi người mâm xong rồi. Còn 1 cả trăm.